Chuyện 17. Tham việc nhỏ, bỏ việc lớn. Lời dẫn. Rất nhiều người ở thế gian này gặp việc lớn thì mê muội, còn việc nhỏ thì sáng suốt. Đây chính là nói chỉ tham một chút lợi nhỏ mà bỏ việc lớn. Như nói, người làm nghề buôn bán ngồi tính từng đồng, từng cắc, nhưng khi ăn chơi thì xả láng, dùng tay quá tráng. Kẻ trộm cắp lưu manh kiếm được tiền từ lừa đảo cướp giật, cũng đốt tiền vào chuyện ăn chơi cờ bạc, rượu chè, gái gú. Kẻ làm quan lớn tham ô tiền của nhà nước, lại bị sạch túi vì các em chân dài. Những ví dụ này đều là tham việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Thuở xưa có một lão phú ông rất giàu, tiền của châu báu nhiều vô số, lại còn có ruộng đất, đồn điền cò bay thẳng cánh. Có thể nói lão địch nổi với các nước giàu có. Thế mà khi buôn bán, lão tính toán từng đồng, từng cắc tỉ mỉ. Nếu có khách hàng lỡ thiếu lão một đồng, lão cũng tìm trăm phương nghìn kế đòi lại cho bằng được. 4 năm về trước, có một khách hàng thiếu phú ông một đồng. Một hôm, lão bỗng nhớ đến việc này. Mỗi lần lão đến nhà người kia đòi phải tốn 2 đồng tiền xe. Vì khách hàng không có ở nhà nên lão phải tốn thêm 2 đồng trở về. Vài ngày sau, lão lại đi đòi nợ, người này vẫn không có ở nhà. Tổng cộng lão đi 3 lần mới đòi được 1 đồng tiền nợ. Nhưng lão tốn mất 12 đồng tiền xe, lại còn hao tổn tinh thần và sức khỏe rất nhiều để đòi được 1 đồng. Chuyện này có khôi hài không? Bài học đạo lý. Thực tế trong xã hội có rất nhiều người lòng dạ hẹp hòi. Như trong cuộc sống thường ngày, mọi người vì một việc rất nhỏ mà mắng chửi nhau. Có người vì dành nhau một tờ giấy, một tách trà mà đánh nhau mẻ đầu sức tráng. Hoặc vì một câu nói không hợp ý nhau hay trái tai thì liền hạ cẳng tay thượng cẳng chân, cho đến đặt điều du oan kéo nhau ra tòa án. Chuyện mua bán thường ngày chẳng những tính toán thiệt hơn mà còn vì tranh chấp vài đồng tiền lẻ mà cãi nhau đỏ mặt tía tay. Kết quả thế nào? Đánh mất nhân cách, mọi người đều xa lánh, cho đến kết oán thù nhiều đời nhiều kiếp. Những việc này xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Trong tôn giáo vốn quy người làm thiện, hướng dẫn mọi người theo chánh tín, cho đến chỉ dạy mọi người tu hành, giải thoát sinh tử và thờ cúng thần thánh, thì nhân cách và tu dưỡng của người này cao thượng hơn người bình thường. Nhưng có những người từ việc thờ thần cho đến làm chức vụ trong Phật giáo, bất kỳ chánh pháp, tà pháp, nội đạo, ngoại đạo, chánh tín, mê tín, họ đều làm càn, kêu gọi tín đồ quyên góp tiền của vì chút lợi ích cho mình mà rơi vào đường tà. Lẽ nào không oan uổng, đáng thương? Con người sinh ra thế gian này là theo nghiệp lực, vì cuộc sống mà phải lao tâm khổ tứ, suốt đời cũng vì cơm ăn áo mặc mà ra sức làm việc, thậm chí tạo nhiều ác nghiệp như sát, đạo, dâm, vọng, vân vân, làm cho nhiều đời nhiều kiếp luân hồi trong 6 đường, oán thù lẫn nhau không dứt. Đây không phải vì tham việc nhỏ mà bỏ việc lớn hay sao? Xã hội ngày nay có một số người sống thực dụng. Bạn đối với tôi có lợi thì tôi cung kính, tôn trọng, nịnh nọt, hối lộ. Còn không có lợi thì tôi xem thường, ganh ghét, lừa dối, tàn hại lẫn nhau. Thậm chí giở trò gian trá thủ đoạn hạ gục anh để tôi tiến thân. Mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé. Đạt Nhĩ Văn nói, muôn vật ở trong sự cạnh tranh hơn kém. Vật hơn thì được sinh tồn, vật kém thì bị đào thải.
làm cho thế gian như bãi chiến trường của Atula, là cõi người hay cõi súc sinh, truy tìm đến tận gốc chỉ vì chút lợi nhỏ. Chuyện thứ 18, mài dao trên lầu. Lời dẫn: người phải dâng lên, nước thì chảy xuống. Ai mà không muốn dâng lên cuộc sống? Khi con người sống cảnh thiếu thốn cơm ăn áo mặc, nhà ở, thì họ nỗ lực phấn đấu làm việc để cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất. Lúc đầy đủ vật chất, họ tìm cầu chuyện làm đẹp bản thân. Khi cuộc sống tạm đầy đủ, họ vẫn chi tiêu tiết kiệm, cũng dành dụm chút ít. Họ càng gom góp càng muốn cho nhiều, cho nên ham muốn của con người mãi mãi là túi tham không đáy. Người chưa đạt danh vọng địa vị trong xã hội thì họ làm cho bằng được, được rồi lại muốn thăng quan tiến chức. Vì thế sự mong cầu của con người không bao giờ thấy đủ. Ngày xưa có một người rất nghèo, phải đi xin ăn khắp mọi nơi để duy trì cuộc sống. Hắn thường bị chó dữ ức hiếp hoặc bị mọi người khinh bỉ, mắng chửi, quỷ nhục. Trải qua những ngày tháng rất khổ sở tủi nhục như thế, hắn nghĩ mình sinh nhầm thế kỷ. Trong lúc hắn tuyệt vọng thì hắn gặp được một người hỏi: anh còn trẻ khỏe mạnh lại không tật nguyền, vì sao phải đi ăn xin như vậy? Hắn đáp: nếu tôi không đi ăn xin thì tôi biết làm nghề gì để sống. Vả lại kiếp sống ăn xin tôi cũng chưa làm nổi, tôi sống chẳng có ý nghĩa gì. Anh đừng quá bi quan thất vọng, tôi sẽ giúp anh tìm công việc làm. Anh có đồng ý làm không? Tôi tìm được công việc nhưng không thích hợp nên mới đi ăn xin. Anh nói thử công việc để tôi xem thử nha. Hiện nay trong cung vua đang thiếu người coi chăm sóc vườn hoa. Tôi giới thiệu giúp anh đến làm việc ở đó. Nhờ vậy, hắn được làm việc ở trong cung rất chăm chỉ, làm mãi cho đến khi tuổi về hưu. Nhà vua ban thưởng cho hắn rất nhiều của cải. Một con lạc đà đã chết và ngôi nhà lầu nhỏ xinh xắn. Gã người nghèo dọn về ngôi nhà của mình. Hắn muốn làm thịt con lạc đà, cắt từng miếng thịt nhỏ, ướp muối để dành ăn từ từ. Hắn đi tìm con dao, nhưng dao quá cùng. Hắn đi lên lầu mài xong, vừa xuống lầu cắt được vài miếng thì lại cắt không được. Hắn lại lên lầu mài tiếp. Cứ như thế hắn chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần, thật là cực khổ. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cách: ta cứ chạy lên lầu xuống lầu như thế quá mệt, chi bằng ta vác con lạc đà lên lầu, vừa lóc thịt vừa mài dao, khỏi phải cực nhọc chạy lên chạy xuống. Bài học đạo lý: chúng sinh từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu đường, cứ mãi trôi lăn trong sinh tử không biết mấy nghìn vạn lần. Xương của chúng sinh chất cao như núi, nước mắt chúng sinh khóc cho nỗi khổ sinh tử nhiều như biển cả, vẫn không thoát được luân hồi trong sáu đường. Chúng ta sống ở thế gian này giống như gã nghèo muốn ăn miếng thịt. Hắn chạy lên lầu, xuống lầu, dụ cho luân hồi trong sáu đường. Thật khó mà nghĩ ra biện pháp hay. Hắn đem thịt lên lầu, dụ cho sinh lên cõi trời, vừa được hưởng thụ khoái lạc thì lại bị đọa. Hắn ăn được miếng thịt, phải chạy lên xuống thật là cực khổ, lại luân hồi trong sáu đường. Tất cả chúng sinh lặn ngập trong sinh tử vì cuộc sống của họ vừa cực khổ vừa tạo nghiệp, chịu đau khổ kiếp người rất nhiều mới có thể sống. Có người cho rằng đó là vận mệnh, hoặc thần thánh sắp đặt, hoặc sinh lên trời là hiện tượng tự nhiên, không có biện pháp tự làm chủ mình. Vì thế, chấp nhận số phận trôi qua một đời trong mờ mịt, hoặc tạo ra các nghiệp ác để cầu chúc an vui, được vui tạo nhân khổ, không biết quả về sau càng đau khổ hơn. Khi nào họ mới thoát khổ được an vui? Điều này phải tìm trong Phật pháp mới biết được. Có ai bằng lòng đi làm những việc tốn công vô ích? Ai mà không muốn mình tiến thân? Ai mà không muốn sinh lên cõi trời để được hưởng thụ cuộc sống sung sướng? Hoặc giải thoát sinh tử, không còn nghiệp lực trói buộc, hoặc sinh về tịnh độ, được an lạc tự do tự tại.
Tất cả những điều này đều dựa vào sự nỗ lực của chúng ta, không phải nằm trong tay thần thánh điều khiển. Chỉ cần chúng ta nương theo Phật pháp tu hành thì chúng ta có khả năng làm được những việc này. Đức Phật dạy thế gian và xuất thế gian thành tựu theo nguyện. Chúng ta muốn không còn mê hoặc sinh tử thì về đi thôi. Tây phương tịnh độ sao ta không về? Chuyện 19: Khắc dấu dưới nước. Lời dẫn: thế gian có rất nhiều việc mà mọi người cho là sự thật, nhưng trên thực tế là nhận thức sai lầm mà theo thói quen cho là đúng, hoặc tự mình sai lầm mà không biết được. Như ngày xưa, con người cho rằng mặt trời xoay quanh trái đất, trên thực tế là trái đất xoay quanh mặt trời. Khi chúng ta nhìn thấy con đường quốc lộ hay đường sắt ở trước mặt, nhưng khi cách xa thì con đường càng nhỏ. Trên thực tế, con đường vẫn như vậy. Ban đêm, chúng ta nằm mộng thấy rõ ràng có nhà cửa, có con đường, có những người nào đó và cũng có xảy ra những sự việc. Nhưng khi tỉnh dậy, chẳng thấy có việc gì. Chúng ta sống ở thế gian này cũng giống như nằm mộng, chẳng có vật gì là thật. Nhưng trong ý thức hoặc cảm nhận của chúng ta, mỗi sự vật đều là thật. Vì cảm nhận sai lầm nên gây ra sự đau khổ và tạo nghiệp suốt một đời. Đây là chúng sinh bị mê hoặc. Ngày xưa, có một thương nhân muốn vượt biển ra nước ngoài để buôn bán. Lúc đó chưa có máy bay, đi thuyền cũng chưa có máy móc như ngày nay, chỉ giương buồm mà đi, cho nên không may gặp sóng to, gió lớn là việc rất nguy hiểm. Thương nhân này vì muốn kiếm tiền lời nhiều nên không tiếc thân mạng, mạo hiểm vượt biển để đi buôn. Một hôm, thuyền đang chạy ra giữa biển. Khi ấy, hắn đang đứng trên mũi thuyền ngắm nhìn phong cảnh. Vì sơ ý nên đánh rơi sâu chuỗi ngọc xuống biển. Hắn muốn lặn xuống nước để tìm sâu chuỗi, nhưng vì muốn đi cho kịp nên liền khắc dấu một đường lặn sóng dưới nước để nhớ. Khi trở về, hắn có thể nhờ dấu khắc này mà biết chỗ vớt sâu chuỗi lên cũng không muộn. Vì thế, hắn vội giương buồm chạy. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua 2 tháng. Khi trở về, hắn tìm dấu khắc, vẫn tìm không được. Thật không dễ gì tìm được lằn sóng. Hắn chạy tìm xuôi ngược, nhưng làm sao tìm được? Người bên cạnh nói, mặc dù đường lằn sóng nước giống nhau, nhưng mỗi chỗ khác nhau, làm sao tìm được? Bài học đạo lý. Mỗi người đều có quan niệm. Người thông minh có quan niệm của người thông minh, người ngu si có quan niệm của người ngu si, ngoại đạo có quan niệm của ngoại đạo. Trong Phật giáo, mỗi người hiểu Phật pháp cũng không giống nhau. Quan niệm có chánh, có tà. Cổ đức dạy, chọn điều thiện mà giữ. Nếu chúng ta quan niệm chánh pháp là trợ giúp tu hành giải thoát, còn quan niệm tà kiến thì hại không biết bao nhiêu người rơi vào pháp tà. Có làm gì cũng uổng công vô ích. Người thông minh trí huệ nhạy bén, nếu cố chấp quan niệm không chịu học hỏi và không tiếp nhận ý kiến hữu ích, thì thường chấp sai cho là đúng, chấp tà cho là chánh, hoặc mưu mô xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản của người khác, nhất định tương lai họ sẽ bị đọa. Người ngu kiến thức hẹp hòi, đem tâm tiểu nhân đo lòng quân tử thì sai lầm nhiều. Nếu họ khiêm tốn thỉnh giáo thiện tri thức, cũng được hưởng là người có phúc. Ngoại đạo chấp tà kiến, cho vào trước là chủ, khăng khăng không nhận sai lầm, chắc chắn đọa vào đường tà, thật là đáng thương. Phật pháp có 8 vạn 4.000 pháp môn, vì theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà Đức Phật thuyết pháp khác nhau. Có người tự cho mình đúng, người khác sai, hoặc bài trừ những điều khác mình, hoặc khăng khăng cố chấp cho mình là đúng, đều là tôn sùng quan niệm của mình. Có người sáng thế này, chiều thế khác, tu hành xen tạp. Tuy họ không có chấp kiến, nhưng vẫn là người không được thành tựu, giống như một khoảnh đất gieo nhiều loại hạt giống.
chúng ta có thể thu hoạch được nhiều trái cây không? Chúng ta tinh tiến tu hành cũng phải có mục tiêu. Chỉ chuyên tu hành một pháp môn thật sự thì mới đạt được thành tựu. Vì thế, xả bỏ quan niệm không phải là người không có chủ kiến, mà phải khiêm tốn nghiên cứu, cầu thỉnh thiện tri thức chỉ dạy. Sau đó, chúng ta chọn pháp môn thích hợp căn cơ của mình rồi bắt đầu tu. Phải thấy được trí huệ và thiện duyên của mình. Chuyện thứ 20. Cắt 10 cân, đền 100 cân. Lời dẫn. Ánh điện dễ tắt, lửa đá xẹt nhanh. Nước chảy ra biển cả, hoa nở thì hoa tàn. Nhân loại hàng ngày cũng thường nói với nhau. Tuy lời nói gió bay, nhưng điều tốt xấu lưu lại trong lòng người. Cổ đức dạy, nói nhiều lỗi nhiều. Ai cũng biết nói, nhưng khi nói thường mắc phải sai lầm, hoặc nói lỗi lầm của người khác, hoặc phê bình họ, xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Mỗi người đều có thể phê bình người khác và cũng bị người khác phê bình lại mình, nhưng ai cũng sợ người khác phê bình mình. Thuở xưa có một vị vua rất sợ người khác phê bình mình, cho nên vua rất căm ghét những người nói chuyện đúng sai của mình. Vị vua là bậc đứng đầu trong nước, cho nên tùy tiện đặt ra những điều trong pháp luật có thể khép tội người phải chết. Đây chính là khuyết điểm của thời đại chuyên chế. Mặc dù vị vua này thường giết những người dám nói chuyện đúng sai của ông ta, nhưng nhân dân không sợ vẫn cứ nói. Có người dám nói xúc phạm vua rồi chịu chết, chứ không thể im lặng. Do đó, người nói chuyện đúng sai của vua ngày càng nhiều. Một hôm, khi vừa bãi triều, vua rình sau bước rèm, lén nghe các đại thần phê bình mình. Có người nói, ông vua này là kẻ hôn quân bạo tàn vô đạo, so với loài thú dữ càng ghê gớm hơn. Vua nghe đại thần nói, nổi giận đùng đùng, giống như thú dữ điên cuồng, giận dữ nhìn các đại thần. Nhưng lúc đó, các vị đại thần đã đi nơi khác rất nhiều. Chỉ còn lại vài vị lão thần lớn tuổi. Trong cơn thịnh nộ, vua không biết rõ thủ phạm là ai, chỉ nghe theo lời sàm tấu của kẻ tiểu nhân bên cạnh. Vua liền hạ lệnh bắt ngay một lão thần tra khảo và cắt hơn 10 cân thịt trên thân ông, mới hạ cơn phẫn nộ lôi đình, làm cho lão thần đau đớn, chết đi sống lại. Trải qua vài ngày, nhà vua điều tra sự việc rõ ràng. Vua biết lão thần không có nói, nên vô cùng áy náy, liền bồi thường cho lão thần này 100 cân thịt. Nhưng lão thần vẫn rên rỉ đau đớn. Vua nói, trẫm chỉ cắt khanh 10 cân thịt, nay bồi thường lại 100 cân, không đủ hay sao? Lão thần mệt mỏi hỏi, nếu như bệ hạ bị người khác cắt mất một cái đầu, rồi họ đền lại 100 cái đầu, ngài có đồng ý hay không? Vua hét lên, việc này không thể được. Khi vua hiểu rõ đạo lý này, thì lão thần từ từ trút hơi thở cuối cùng. Bài học đạo lý. Có khi chúng ta đưa ra ý kiến sai lầm trong nhất thời,
hoặc tạo tội nghiệp. Sau đó, cho dù có hối hận, nhưng đã muộn. Vì thế, chúng ta phải học Phật, tu học trí tuệ mới hiểu rõ đúng sai, tà chánh, thiện ác, sẽ không tạo nghiệp làm ác. Nếu không thì khi báo ứng đến, có hối hận cũng không kịp. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Người có chút ưu điểm thì luôn khoe khoang, muốn mọi người ca ngợi mình. Còn có khuyết điểm thì che giấu, không muốn cho ai biết, lại thích nói chuyện thị phi của người khác và phê bình khuyết điểm của họ. Cho nên chuyện thị phi ở thế gian rất nhiều. Mạnh hiếp yếu, cậy thế ức hiếp người, làm cho người yếu người ngu chịu hàm oán nuốt hận, cũng là chuyện thường tình ở thế gian, khiến cho con người nhiều đời nhiều kiếp oan gia đối đầu, tìm cách báo thù lẫn nhau, là khổ báo sinh tử xoay chuyển không ngừng. Cổ đức dạy, có lúc sao sáng, có lúc trăng sáng, gió nước theo sự di chuyển. Khi có tiền, có thế lực, không thể có mãi suốt đời. Nhưng có người vẫn mong muốn ai ai cũng kính phục mình. Nói ra một câu, ai nấy đều dâng theo, không muốn ai cãi lại. Người thấp hèn, người yếu đuối, chỉ biết nói lén sau lưng vài câu bất bình cho hả dạ. Nhưng họ thường chuốc họa vào thân. Lòng oán hận như thế, ức chế lâu ngày, thành khí oán thù đầy khắp vũ trụ. Nhân duyên thành thuộc nhất định có báo ứng. Cho nên thế gian mãi mãi không có cuộc sống bình yên. Chuyện 21. Giết con cầu con. Lời dẫn: lòng cha mẹ như trời biển, làm người ai cũng mong muốn nhiều phúc, sống lâu, con cháu đông đúc. Con cháu đông là nhờ phúc của tổ tiên, lại còn nối dõi tông đường. Đây là tâm nguyện rất lớn của bậc làm cha mẹ. Lại nữa, họ còn mong con trai thành rồng, con gái thành phụng. Ai mà không mong muốn con cái mình hơn mọi người? Nhưng nguyện vọng của mọi người đều phải tốn nhiều công sức, cực khổ nuôi con lớn khôn, lại phải lao tâm khổ tứ dạy dỗ, mới trở thành một người có học vấn, có tri thức, lương thiện. Tất cả những điều này đều phải tốn rất nhiều về tinh thần và sức lực. Nếu như mọi người không tốn công sức trước, thì e rằng tất cả mọi hy vọng đều trở thành thất vọng, lại còn có kết quả ngược lại. Đây là lẽ thường của người thế gian, hay là nghiệp chướng? Ngày xưa, có một quả phụ trung niên, chồng nàng mất đã mấy năm, để lại một đứa con trai. Nhưng nàng vẫn muốn có thêm một đứa con nữa. Thường ngày, ngoài công việc làm lụng trồng trọt cực khổ ra, nàng còn đi khắp mọi nơi đốt hương cầu thần khấn Phật gia hộ. Con không cầu vinh hoa phú quý, cũng không muốn tái giá, chỉ mong ước có thêm một đứa con. Việc này có mâu thuẫn không? Có một bà đồng biết được việc này liền chạy đến nhà nàng nói: chị muốn có thêm đứa con nữa phải không? Quả phụ đáp: đúng thế, bà có cách nào làm cho tôi có thêm đứa con không? Chỉ cần chị cầu thần, thần là đấng có quyền tuyệt đối, bất cứ việc gì thần cũng làm cho mọi người thỏa ước nguyện. Cầu như thế nào mới được cảm ứng? Chỉ cần chị cúng tế thần trọng hậu,
thế nào là cúng tế trọng hậu? Đem người để cúng tế là phải giết chết một người hay sao? Đúng vậy, tốt nhất là người thân của chị. Tôi chỉ có một đứa con. Đúng rồi, cách tốt nhất là con của chị. Quả phụ này vì cầu con tha thiết, cũng bị mê tín thần là đấng quyền năng tuyệt đối, cho nên chẳng cần suy nghĩ liền giết con mình cúng tế thần. Khi đứa bé chết rồi, thần có từ trên trời xuống ban cho quả phụ đứa con không? Mọi người hay chuyện liền kéo đến mắng quả phụ vừa ngu si vừa mê tín. Bà Đồng gian trá hại người. Đây là lỗi do thần hay do bà Đồng? Bài học đạo lý. Con người không thể không có tín ngưỡng tôn giáo. Không có tín ngưỡng tôn giáo thì tinh thần không có nơi nương tựa, cũng không có chỗ để xoa dịu nỗi đau khổ. Giống như con mất cha mẹ, chẳng những không có người giáo dục mà còn học theo thói hư tật xấu. Bởi vì con không có cha mẹ, không có người trông nom dạy bảo, ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy xấu ác, cho nên chúng nó rất dễ lôi cuốn học theo những thói xấu. Một khi đã nhiễm thành thói quen thì tương lai đi vào ngõ cụt. Tín ngưỡng theo tôn giáo cũng phải có lý trí mới đúng. Nếu tin mù quáng theo tà giáo thì chi bằng không tin. Xã hội cũng có rất nhiều tà sư ngoại đạo. Nếu chúng ta không có trí tuệ thì rất dễ bị bọn chúng lôi kéo. Khi mê tín, bị tổn thất của cải là việc nhỏ, mà nếu như qua lại giao thiệp với quỷ thần thì càng nguy hiểm. Tục ngữ có câu: mời thần đến thì dễ, đưa thần đi thì khó. Điều đáng sợ hơn là tương lai đi vào tà đạo mới là điều oan uổng rất lớn. Có những kẻ ngoại đạo nói thần là đấng quyền năng tuyệt đối, chỉ cần mọi người tin theo thần thì việc gì thần cũng giải quyết cho bạn êm đẹp. Bạn có tin thần làm được không? Nếu bạn phạm tội, người khác có thể thay bạn ngồi tù được không? Người khác có thay bạn chịu đau đớn vì tật bệnh hay chết thai được không? Bạn ăn no có thay cho người khác không còn đói được không? Bạn vào nhà vệ sinh, người khác có thay bạn được không? Những điều này không thể thay được. Lại nói, làm con của thần, cầu tiền thì được tiền, cầu sống lâu thì được sống lâu. Thậm chí có thể thoát được tai nạn, tương lai được sinh lên cõi trời. Thần thật sự có quyền năng tuyệt đối như thế sao? Vậy tại sao thần không làm cho mọi người được giàu sang hạnh phúc, khắp thiên hạ được thái bình? Nếu như thần đòi hỏi mọi người đi cầu khẩn, cúng bái hoặc đem lễ vật cúng tế thì mới được thần gia hộ, vậy khác nào như quan tham ô? Thần là bậc thánh hiền thời xưa, hoặc là người trung hiếu, nhân nghĩa, được mọi người tôn xưng là thần. Người tin thần phải học tập theo những điều vĩ đại của Ngài. Nếu có việc cầu thần gia hộ, giống như nhờ cha mẹ giúp đỡ con cái, cha mẹ giúp con thành tựu sự nghiệp, tạo công ăn việc làm cho mọi người, làm người vĩ đại chứ không phải nuông chiều. Chúng tôi nói cách khác, nếu mọi việc đều ý lại thì sẽ thành người không làm nên việc gì. Còn nếu có cầu ắt có ứng, e rằng không phải thần chân chính, giống như bọn lưu manh giúp bạn làm việc. Có những ngoại đạo ở Ấn Độ nói, tất cả sự đau khổ của con người đều là tội nghiệp đời trước, cho nên cần phải làm cho hết khổ mới được an lạc sinh về cõi trời. Vì thế, họ tu nhiều pháp môn khổ hạnh. Có người đứng suốt ngày đêm, có người nằm trên lửa nóng chịu thiêu đốt, có người ngồi trên gai nhọn chịu đau đớn, có người treo ngược thân mình trên cây, có người chịu đói khát không ăn uống. Mục đích họ tu khổ hạnh là được sinh về cõi trời thì cũng giống như câu chuyện giết con cầu con là không đúng chánh pháp.